Là mẹ đơn thân, Ellie Trần vẫn có cuộc sống giàu sang đáng mơ ước. Qua những hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, khán giả đã phần nào thấy được cuộc sống giàu sang, sung túc, đáng mơ ước của ba mẹ con, Ellie Trần. Ellie Trần là một trong những bà mẹ đơn thân, hai con nổi tiếng của showbiz Việt. Từ khi sinh bé đầu tiên, khi đi mộc trà, đến nay, cuộc sống của cô luôn được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Mặc dù chưa bao giờ khoe nhà cửa, nhưng khán giả vẫn có thể biết được không gian sống ba mẹ con nữ diễn viên thông qua những hình ảnh mà cô cập nhật trên trang cá nhân. Được biết, ba mẹ con Ellie Trần đang sống trong một căn hộ cao cấp và sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh, dù rất bận rộn với công việc. Nhưng mọi thứ trong nhà của Ellie Trần đều rất gọn gàng, ngăn nắp. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu một căn nhà nhỏ ở nước ngoài. Bên ngoài căn hộ nơi mẹ con Ellie Trần sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đây cũng là nơi cô thường xuyên đi dạo, vui chơi cùng hai con, khi đi mộc trà và Ivy túc mạch mỗi khi rảnh rỗi. Nhà Ellie Trần còn có một không gian ngoài trời để trồng rau. Qua những hình ảnh mà Ellie Trần chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy không gian trong căn hộ của cô khá rộng rãi, đủ để hai bé Candy mộc trà và Ivy túc mạch thoải mái vui đùa cùng nhau. Nếu không có lịch làm việc, Ellie Trần thường ở nhà chăm sóc hai con. Đối với cô, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất và cũng khiến nhiều khán giả phải ngưỡng mộ. Phòng ngủ của hai mẹ con, Ellie Trần cũng xa hoa, đầy đủ như khách sạn. Khu bếp gọn gàng và ấm cúng. Bàn ăn được đặt cạnh cửa hướng ra bể bơi của gia đình, khá thoáng mát. Ngoài căn hộ tiện nghi sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ellie Trần còn sở hữu xế hộp tiền tỷ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Ellie Trần còn mở một cửa hàng thời trang đồ trẻ em tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Không gian cửa hàng được cô tự tay thiết kế giống như căn biệt thự xa hoa. Căn hộ tại nước ngoài của Ellie Trần khá nhỏ nhưng cũng rất đầy đủ. Không gian trong căn hộ này được trang trí thiết kế theo hai tông màu trắng, đen, mang phong cách hiện đại. Thỉnh thoảng, Ellie Trần đưa hai con sang nước ngoài và ở lại căn hộ này, dù rất ít sinh sống. Nhưng mọi đồ đạc trong nhà đều đầy đủ, ngăn nắp.